giữa nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại, thế hệ trẻ ngày nay có lẽ chẳng mấy người quan tâm tìm hiểu về lịch sử chiến đấu hào hùng, anh dũng của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước. Lật dở những trang lịch sử, chúng tôi, những cán bộ chiến sĩ, phòng tổ chức cán bộ, công an tỉnh Vĩnh Phúc, gặp lại hình ảnh của một lớp thế hệ thanh niên Xô Viết đầu tiên qua cuốn sách Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Nga Nikolai Atorovsky, bản dịch của Thép mới Huy Vân. Cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và đã 3 lần được chuyển thể thành phim điện ảnh và truyền hình. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên phát sóng phim truyền hình Thép đã tôi thế đấy. Những khúc ca hào sảng, tinh thần chiến đấu trong ca khúc nhạc phim Phía xa bên kia sông còn ngân vang mãi trong lòng chúng tôi. Thép đã tôi thế đấy là một bản anh hùng ca về lớp thế hệ thanh niên hết mình vì lý tưởng cách mạng, vì niềm tin mãnh liệt với Đảng, với chế độ cộng sản. Cầm cuốn sách trên tay, ngay hình ảnh đầu tiên trên bìa sách đã cuốn hút chúng tôi. Đó là màu đỏ nhuộm trời của ngọn lửa chiến tranh vệ quốc và khí thế sục sôi của ngọn cờ đấu tranh cách mạng. Đó là hình ảnh của người chiến sĩ Hồng quân Xô Viết với chiếc mũ nồi và tinh thần thép toát ra từ hành động. Chúng tôi đã say sưa đọc từng trang để gắng hiểu thế nào là thép, chất thép của người thanh niên cách mạng được tôi luyện như thế nào. Mỗi trang sách được mở ra đều tràn đầy lửa nhiệt huyết của lớp thế hệ thanh niên Xô Viết đầu tiên. Nhân vật Pavel Kosygin, từ một cậu thiếu niên thuộc tầng lớp vô sản, khi gặp ngọn lửa đấu tranh cách mạng bốc cháy cả vùng Ukraine, Pavel đã hòa mình vào cuộc chiến đấu, trở thành một người lính Hồng quân gan góc, tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu quả cảm. Nhưng đó không chỉ là Pavel, đó còn là Sergei, là Varia, là Zaki và rất nhiều những thanh niên Xô Viết khác. Họ mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ và ý thức giai cấp. Chính ngọn lửa của cuộc đấu tranh cách mạng đã tôi rèn họ thành những thanh thép không gì khuất phục. Đoàn Thanh niên Cộng sản, Đảng Cộng sản Bolshevik là người thầy vĩ đại đã bồi dưỡng họ để tạo nên một Sergei kiên cường, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, một Varia bất khuất trước kẻ thù đến khi bị treo cổ vẫn hát vang bài quốc tế ca, một Pavel say mê đem toàn bộ tâm huyết và sức lực của tuổi trẻ phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đối với Pavel, không có thành trì nào mà người Bolshevik không đánh chiếm được. Dù thân thể mang đầy thương tích, đau đớn, anh vẫn không ngừng chiến đấu. Vì nếu rời xa chiến đấu sẽ là tấn bi kịch của đời anh. Nó đáng sợ đến nhường nào. Trái tim người Bolshevik ở Pavel đã thúc giục anh về với đội quân đang chiến đấu trên khắp các mặt trận, đang xung phong tiến công như một dòng thác thép. Đảng và đoàn đã rèn luyện chất thép trong con người rắn giỏi của anh. Hình ảnh Pavel cũng chính là hình ảnh người chiến sĩ cách mạng Nikolai Atorovsky. Ông đã sống và chiến đấu đúng tinh thần của người lính Hồng quân. Dù mù lòa, bại liệt và nằm trên giường bệnh, ông vẫn cầm bút viết và chiến đấu bằng ngòi bút của mình. Tác phẩm Thép đã tôi thế đấy thức tỉnh và nâng cao tinh thần chiến đấu của cả một thế hệ thanh niên thế giới trong cuộc đấu tranh chống phát xít và là cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ. Thép đã tôi thế đấy không chỉ là bản anh hùng ca cách mạng, mà đó còn là bản anh hùng ca lãng mạn. Những mối tình trong sáng, tràn đầy lý tưởng yêu và sống chiến đấu của những đoàn viên thanh niên cộng sản. Tình yêu giữa Pavel và Tonya có lẽ sẽ rất đẹp và trọn vẹn nếu như Pavel không đi theo tiếng gọi của giai cấp. Pavel đã nói, anh trước hết là người của đảng, sau đó mới là người của em và những người thân khác. Tinh thần đấu tranh của Pavel có liên hệ chặt chẽ với tinh thần đấu tranh của các thế hệ thanh niên Việt Nam. Trong suốt cuộc đấu tranh chống phát xít Nhật, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam, tuổi đời còn rất trẻ đã sống lý tưởng của Pavel thuở 17, tràn đầy nhiệt huyết và sức trẻ như thế hệ Pavel. Từ trong cuộc chiến, biết bao tấm gương thanh niên đã chiến đấu quả cảm, anh dũng hy sinh, trở thành những tượng đài mùa xuân như Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân và hàng nghìn hàng vạn những người trẻ vô danh, những nữ thanh niên xung phong đã nằm lại trên đất mẹ
để Tổ quốc mãi tươi xanh. Chúng tôi rất ấn tượng từng lời của người lính Cộng sản Pavel: cái quý nhất của con người ta là đời sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay, có thể nói rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Và ta phải sống gấp lên mới được, vì tật bệnh vô lý hay một sự tình cờ bi đát nào đó có thể bỗng nhiên cắt đứt cuộc đời. Không chỉ dừng lại là lời tự sự của Pavel khi đứng trước mộ những người đồng chí, đồng đội, nó trường tồn vượt thời gian, mãi là châm ngôn sống của lớp lớp thế hệ trẻ. Bởi nó không chỉ có giá trị cổ vũ tinh thần của thanh niên cộng sản thế giới trong thời kỳ kháng chiến, sức lan tỏa của châm ngôn sống, chiến đấu đó còn ảnh hưởng đến thế hệ trẻ ngày nay, tiếp nối ngọn lửa cách mạng của thế hệ thanh niên Xô Viết, truyền thống lịch sử hào hùng, tinh thần đấu tranh quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của các thế hệ thanh niên Việt Nam. Chúng tôi, những con người sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước hòa bình, đã được khơi dậy tinh thần cống hiến cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lý tưởng cao đẹp đó đã đưa chúng tôi trở thành những người chiến sĩ công an nhân dân, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, cống hiến sức mình trong cuộc đấu tranh của dân tộc và nhân loại trước đại dịch COVID-19, góp phần mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Thép đã tôi thế đấy, mãi là minh chứng của niềm tin, lý tưởng và hoài bão của thế hệ trẻ, thúc giục thế hệ trẻ sống và chiến đấu, giữ gìn đất nước tươi đẹp ngày nay, một đất nước được xây dựng nên bởi biết bao máu xương của các thế hệ đi trước. Đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang nhân dân, là người của Đảng, chúng tôi, những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân càng hiểu và tự nguyện rằng phải cống hiến sức lực và trí tuệ vì nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, vì lý tưởng cộng sản chân chính. Ta chỉ sống một lần, sống sao cho đẹp với ước mơ một kiếp người. Hãy sống như vầng dương sáng, sống đấu tranh vì giai cấp, đời ta hiến dâng, Tổ quốc ta, nhân dân ta. Субтитры сделал DimaTorzok.